Mỗi lần bơi ngang cái chỗ đó ban đêm đi canh giường nó sợ ăn trộm á, là luôn bị chọi me xuống, mà cứ tối nào cũng bị chọi xuống như vậy mà không bao giờ bắt được ăn trộm. Thì á, ông ngoại em mới coi, người ta nói rằng là nó thật ra nó không phải là ăn trộm đâu, mà là ma cây nó chọi á, mà là ma cây nó chọi á. Mới bắt đầu mới quyết định là đi coi thôi, chặt cái me nó đi để cho cái cây me đó không cho ăn trộm cho nó để hái nữa. Thì chặt cái cây me thì trong cây me chảy máu. Vion phiên bản toàn cầu miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Đúng rồi. Tôi mà. Cái gì vậy? Chị sao? Anh Gia làm gì? Anh Gia làm gì em? Sao em? Anh em nói đi, tụi anh làm chủ cho em. Đúng không? Anh không làm gì hết em mới chán. Trời ơi, cuốn qua đi ngủ không? Ngủ đây không? Còn cái hầm như này nè. Đúng rồi, chui xuống hầm. Thôi, dù gì đó cũng là số phận đẩy đưa rồi. Thôi. Em chúc cả nhà thu cuộc mình ngủ ngon nha. Em. Dạ. Đã bao lâu rồi em không đi bar? Tối nay em sẽ đi bar. Ảnh ngái như tiếng nhạc sập sình sập sình. Ảnh ngái như tiếng nhạc sập sình sập sình. Bú chí la đinh mơ la đinh mơ la đinh. Ngái dữ nha, ngái ba đời nha, ba tỉnh đời về luôn. Một ngái sao mà vậy, trời anh khó ngủ quá. Có gì nữa, ồn quá đóng cửa lại thôi. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye. Ngủ ngon nha Jenny. Mình lúc mà mình chạy xe từ đây ngoài kia vô á, mình thấy có mấy cái kênh vậy nè, sao hai bên là cây không? Đúng rồi. Hồi xưa ông ngoại em á là tối ban đêm đi canh vườn cho người ta đó, mà cứ hễ đi mà ngang con đường là vườn cây vườn trồng cây me vườn trồng cây khác, nhưng mà riêng cái chỗ đó chỉ có một cây me to lắm thì mỗi lần bơi ngang cái chỗ đó ban đêm đi canh vườn nó sợ ăn trộm á, là luôn bị chọi me xuống, mà cứ tối nào cũng bị chọi xuống như vậy mà không bao giờ bắt được ăn trộm. Thì á, ông ngoại em mới coi, người ta nói rằng là nó thật ra nó không phải là ăn trộm đâu, mà là ma cây nó chọi á, mà là ma cây nó chọi á. Mới bắt đầu mới quyết định là đi coi thôi, chặt cây me nó đi để cho cái cây me đó không cho ăn trộm cho nó để hái nữa. Thì chặt cái cây me thì trong cây me chảy máu. Nguyên cây me máu không? Là máu me. Sợ quá. Cây me có máu là máu me. Ủa? Anh Sáu? Chồng đồng anh đâu rồi? Anh ngủ rồi tôi mới lén ra tiền. Ngáy chưa? Anh ngáy chưa? Anh ngáy rồi. Tôi có bỏ mấy viên thuốc mê. Đây Hà Nội đi. Tém cái mùng ra để ta làm cho nó dễ không? Thì hồi nãy mà cực đó. Vậy tém cái mùng lên. Không, tí nữa mình vô ấy lại kiểu tém kia. Tém mùng lại. Ok rồi. Rồi nha. Ok. Rồi xem mình đi đâu ha. Bây giờ chúng tôi đi từ Cà Mau. Đi từ Cà Mau. Đúng. Đi chú đi đâu? Tôi đi lên thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Còn chú? Tôi về Ba Rịa bay ngay. Ông anh vô tính. Ông anh văn miếng cái tôi cười đẻ luôn á. Ủa? Chết rồi, chồng vậy rồi, chồng vậy rồi. Sao chồng vậy rồi? Chồng đi kiếm mà đi vô đi. Chồng chị la đó. Nè, cái dây rúng con chị. Hai ngày một đêm, xem sớm nhất vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VION.